Nếu như mà bạn cần một cái món quà để mình làm quà tặng cho người thân, tặng cho bạn bè, khách hàng, đối tác trong công việc làm ăn, hoặc là mình đi ăn mừng thân gia, mừng khai trương, thì mẫu vỏ bình ở quán trà bằng gỗ dừa nguyên khối của Bến Tre là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Và những cái mẫu mà em đang giới thiệu ngày hôm nay là mẫu nắp măng cụt không đế, nhìn rất là nhỏ gọn, rất thích hợp để mình trưng bày trên bàn trà trong phòng khách, hoặc là mình trưng bày trên bàn làm việc. Và đặc biệt những cái dòng chữ mà em đang khắc hoặc là chạm á, là những cái dòng chữ phong thủy, nó sẽ đem lại sự may mắn, thuận lợi, và người nhận cũng sẽ rất là thích. Mẫu ngầu ngày hôm nay là một cái mẫu vỏ bình không đế, nắp măng cụt không đế, và nhìn rất là gọn, mình trưng bày trên bàn trà thì rất là thích hợp luôn. Mẫu này thì em Lan có đầy đủ 4 size cho quý khách hàng lựa chọn. Size đựng ấm không có 8 lít có giá là 850, size đựng ấm 1 lít có giá là 1 triệu, size đựng ấm 1 lít rưỡi có giá là 1,2 triệu, và size đựng ấm 2 lít rưỡi có giá là 1,5 triệu. Khi mua hàng ở bên em Lan, quý khách hàng cứ an tâm vì được kiểm tra hàng thoải mái, và đặc biệt là được miễn ship trên toàn quốc, còn được tặng kèm theo một combo quà tặng rất là hấp dẫn. Thứ nhất là một cái ấm tết tùy theo size lớn nhỏ, em Lan sẽ tặng kèm theo một cái lon đựng trà cũng bằng gỗ dừa và một hộp kẹo dừa đặc sản của quê hương Bến Tre. Quý khách hàng hãy chọn cho mình những cái mẫu vỏ bình qua thích hợp để cho trong gia đình của mình, tùy theo nhu cầu sử dụng mà mình mua size lớn hay là size nhỏ cho phù hợp. Và đây là vỏ bình ở quán trà bằng gỗ dừa nguyên khối của Bến Tre, bền, đẹp và giữ nhiệt khá là tốt, từ 7 đến 8 tiếng. Chúng ta không cần phải mất quá nhiều thời gian để đi châm nước thường xuyên, bởi vì đã có vỏ bình ở quán trà bằng gỗ dừa nguyên khối của Bến Tre. Mẫu này thì em Lan khắc sẵn là chữ phát tài, đây là công nghệ khắc laser lên gỗ cho nên mình không có sợ bị phai màu gì hết. Nhìn rất là đẹp mắt, rất là ưng ý, em Lan chọn lọc từ những gốc dừa rất là già để tạo nên một cái vỏ bình ủ đẹp mắt như thế này. Cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ dừa Xuân Lan chuyên cung cấp sỉ và lẻ. Tất cả những cái mẫu vỏ bình ủ ấm trà bằng gỗ dừa nguyên khối của Bến Tre rất hân hạnh được phục vụ tất cả